Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong ngày hôm nay thì mình cũng sẽ giới thiệu đến mọi người một trong những phụ kiện vô cùng đặc biệt đến từ thương hiệu Fleur của Đức. Và phụ kiện này mình nghĩ là nếu như mà ai đang có ý định làm tủ bếp thì chắc chắn sẽ không thể nào bỏ qua được, đó là những chiếc bản lề. Lý do vì sao? Đây, đây là những chiếc bản lề phụ kiện vô cùng đặc biệt. Đây mọi người có thể thấy ha, đây là những chiếc bản lề mà mình nói đến. Thì ở dòng bản lề của Hepler sẽ có hai dòng chính, đó là inox 304 và thép. Thì với inox 304 á, thường thì nó sẽ chống rỉ tốt hơn, vì thì sẽ phù hợp với những cái kệ bếp hoặc là những nơi mà mình sẽ hay nấu nướng, hay là sẽ dễ tiếp xúc với muối này kia sẽ dễ bị rỉ. Còn một chất liệu nữa là thép thì mình có thể sử dụng cho những không gian khô hoặc không có độ ẩm, ví dụ như là tủ quần áo chẳng hạn, hay là một số cái cánh cửa mà mình thích. Đây, đây là cái bản lề. Thì bản lề cũng sẽ có 3 loại, đó là trùm ngoài, trùm nửa và lọt lòng. Thì tùy theo nhà mình cũng sẽ chọn lựa cái bản lề sao cho nó phù hợp hơn. Đây mọi người có thể thấy cái bản lề của Hepler nó như nào ha. Đóng vào rất là êm và nhẹ nhàng. Đó là ưu điểm. Chính vì vậy để sở hữu ngay, đừng quên truy cập ngay vào link phía dưới đó.